Thưa quý vị, tại hội nghị lần thứ 33, các quốc gia thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhắc lại quan điểm của Việt Nam về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, bày tỏ quan ngại về các diễn biến gần đây trên Biển Đông có thể ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và phát triển. Đại sứ khẳng định việc tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển trên vùng biển được thiết lập theo Công ước là điều kiện tiên quyết cho việc duy trì và bảo đảm hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Biển Đông. Trên cơ sở đó, trưởng đoàn Việt Nam kêu gọi tất cả các quốc gia liên quan kiềm chế và tránh thực hiện các hoạt động gây phức tạp tình hình hoặc leo thang căng thẳng. Liên quan báo cáo của Ủy ban Danh giới Ngoài thềm lục địa, đoàn Việt Nam nhấn mạnh – sự cần cải thiện quá trình Ủy ban danh giới ngoài thềm lục địa, xem xét các đệ trình về danh giới thềm lục địa ngoài 200 hải lý để thực thi đầy đủ và hiệu quả công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Đặc biệt, trong bối cảnh cần thiết và xác định vùng ngoài quyền tài phán của quốc gia để tiến tới thực hiện Hiệp định về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học vùng ngoài quyền tài phán quốc gia, gọi tắt là BBNJ. Sau khi hiệp định được thông qua và có hiệu lực trong thời gian tới, hiệp định BBNJ dự kiến được thông qua tại cuộc họp sắp tới, dự kiến từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 tại trụ sở Liên hiệp quốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp mới nhất ngày 17 tháng 6, sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị qua công tác nắm tình hình và triển khai thực hiện các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh tiếp tục phát hiện hai tài khoản facebook có hành vi đăng tải nội dung sai sự thật liên quan về vụ việc nhóm người tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã trên địa bàn tỉnh đắk lắc Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố triệu tập các chủ tài khoản Facebook có hành vi vi phạm gồm TTLC sinh năm 1973, ngụ tại Hóc Môn và THL sinh năm 1976, ngụ tại quận 12. Tại cơ quan công an, TTLC và THL đều nhận thức được việc đăng tải thông tin sai sự thật của bản thân gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương đồng thời tự nguyện gỡ bỏ những bài viết vi phạm. Căn cứ mức độ vi phạm, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt hành chính TTLC và THL số tiền 7,5 triệu đồng mỗi người. Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân theo dõi thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự của thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trên cả nước trên các kênh thông tin chính thống, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính vừa phát đi văn bản lấy ý kiến về kế hoạch giám sát tài chính năm 2023 đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu. Đáng chú ý trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn sổ số điện toán Việt Nam, Việt Lot. Đối tượng giám sát là công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn sổ số điện toán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt. Phương thức thực hiện gồm giám sát trực tiếp, tức là kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp và giám sát gián tiếp tức là theo dõi và kiểm tra tình hình của doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính, thống kê và báo cáo khác theo quy định của pháp luật và của cơ quan đại diện chủ sở hữu. Trong đó, nội dung giám sát đối với Việt Lót được thực hiện theo phương thức giám sát gián tiếp. Theo đó bao gồm những nội dung sau. Thứ nhất, giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thứ hai, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Trong đó có hoạt động đầu tư vốn đối với các dự án đầu tư, hoạt động đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, tình hình huy động vốn và sử dụng vốn huy động, phát hành trái phiếu, tình hình quản lý tài sản, quản lý nợ tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tình hình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Thứ ba, giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Thứ tư, giám sát việc chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thứ năm, giám sát việc cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, cơ cấu lại vốn của doanh nghiệp đầu tư tại công ty con, công ty liên kết. Cuối cùng giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyền lợi khác đối với người lao động, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện, phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của Bộ Luật Lao Động. Thưa quý vị, giá vàng hôm nay ngày 17 tháng 6 không thay đổi so với sáng qua trên thị trường thế giới, trong khi giá vàng trong nước tăng khoảng 100.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.958 đô la Mỹ một ao, không đổi so với sáng qua. Vàng tương lai tháng 8 giao dịch lần cuối ở mức 1972,2 đô la Mỹ một ao, tăng 0,5 đô la Mỹ. Bộ thương mại Mỹ cho biết doanh số bán lẻ tăng 0,3% trong tháng 5 sau khi tăng 0,4% trong tháng 4. Trong khi các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đã dự báo con số này sẽ giảm 0,1%. Cục dự trữ Liên bang Mỹ quyết định giữ nguyên lãi suất và dự báo lãi suất sẽ được cắt giảm 1% vào năm 2024 khi lạm phát giảm nhanh hơn. Quyết định tạm dừng tăng lãi suất của Fed đã chấm dứt chuỗi 10 lần tăng lãi suất liên tiếp được cơ quan này đưa ra từ tháng 3 năm 2022 nhằm kiềm chế lạm phát và giúp giữ nguyên lãi suất chính sách của Mỹ trong phạm vi từ 5% đến 5,25%. Trong khi đó, giá vàng trong nước lúc 6 giờ ngày 17 tháng 6, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 66,55 đến 67,15 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 100.000 đồng một lượng so với sáng ngày hôm qua. Trong khi đó giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 66,55 và 67,15 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra tăng 50.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn nữ trang các loại giao dịch quanh mức 54,49 và 56,65 triệu đồng một lượng. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới sáng nay ngày 17 tháng 6 đi lên do đô la Mỹ suy yếu, tâm lý lạc quan về nhu cầu năng lượng từ Trung Quốc và lo ngại nguồn cung thắt chặt. Lúc 6 giờ 15 ngày 17 tháng 6, giá dầu WTI giao dịch ở mức 71,78 đô la Mỹ một thùng, tăng 2,53 đô la Mỹ một thùng so với sáng ngày hôm qua. Trong khi đó, dầu Brent giao dịch mức 76,61 đô la Mỹ một thùng, tăng 2,41 đô la Mỹ một thùng. Mặc dù trong tuần qua dầu đã có phiên giảm khá sâu, tuy nhiên tính cả tuần, giá dầu đã ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau hai tuần lao dốc. Tính cả tuần, giá dầu Brent tăng 2,4%. Dầu WTI tăng 2,3%. Sự tăng tốc của giá dầu là do hy vọng nhu cầu của Trung Quốc tăng lên. Sản lượng lọc dầu của Trung Quốc trong tháng 5 đã tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng lên mức cao thứ hai trong lịch sử. Với đà tăng của giá dầu như hiện nay, Bộ trưởng Năng lượng Nga nhận xét về việc giá dầu có thể đạt mức khoảng 80 đô la Mỹ một thùng là thực tế. Cũng theo vị quan chức của Nga, sản lượng dầu khí ngưng tụ của Nga dự kiến sẽ giảm khoảng 20 triệu tấn trong năm, tương đương với 400.000 đồng một thùng mỗi ngày.